Liễu ơi. Ơi, tôi đây, ông vào đi. Dạ. Dạ, con chào bác. Chào các bạn trẻ. Chờ tôi chút xíu nha, tôi đang dở tay tôi ra liền. Rồi, được rồi. Bác ơi, ăn cơm chung với tụi con nha. Không, lát nữa tôi sẽ nấu riêng cho ông món ngon nha. Thôi, không, mấy đứa ăn tự nhiên. Ủa, bà cũng phải nấu ăn nữa hả? Lâu lâu rảnh rỗi, nấu vài món cho tụi nhỏ ăn cho vui mà. Tôi tưởng bà chỉ có cho thuê phòng chứ ai về bây giờ phải phục vụ ăn cho người thuê nữa hả? Vui mà ông. Nè, ăn đi mấy đứa. Dạ. Ăn mạnh vô nha. Dạ, cảm ơn cô, đồ ăn ngon lắm cô. Cảm ơn con. Dạ. Mấy đứa mà gặp được chủ nhà như vậy là may mắn lắm đó nha. Dạ. Thực ra mấy đứa nhỏ mà con ở đây hả là tôi vui lắm. Chứ một mình tôi ở căn nhà rộng lớn như vậy buộc chết đi được. Nè, ăn đi mấy đứa. Dạ. Ăn mạnh vô nha. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Theo như nguyên tắc thì thuê nhà mà được chủ nhà nấu cơm cho ăn thì phải tăng cái tiền thuê nhà lên đó. Hả? Tôi nói không đúng à? Ông nói vậy nghe sao được hả ông? Thật lòng mà nói, tôi coi mấy đứa nhỏ như là con cháu trong nhà vậy đó. Tôi yêu tụi nhỏ lắm. Ồ vậy hả? Bà đúng là có tấm lòng Bồ Tát mà. Mấy người hàng xóm xung quanh đây nè, ai cũng nói tôi như vậy đó. Thực ra ban đầu đó, họ rất là tức giận vì tôi cho thuê nhà với giá quá rẻ và đòi tôi phải tăng lên cho bằng được. Nhưng mà tôi đã nói với họ rằng phải biết thông cảm với những người phải thuê nhà. Tôi cho thuê phòng chỉ là vì tình cảm thôi, chứ có phải là vì tiền đâu. Dần dần rồi họ đã hiểu ra điều đó, cho nên cũng nói với tôi là Bồ Tát sống y như là ông vậy đó. Bà nói đúng lắm. Nè, mấy đứa, ăn nhiều vô nha. Dạ, cảm ơn cô. Thực ra là tôi rất là vui khi có tụi nhỏ ở đây. Và tụi nó thực sự rất là ngoan. Ăn đi con, Henry à. Tôi không thể tin được mà. Tiền phòng mà tăng lên là chết thay tụi mình luôn đó. Thôi mà, chắc là bác ấy chỉ nói chơi thôi. Nhưng mà bác Tú Tài muốn nói cái gì ra là phải suy nghĩ chứ. Bác ấy đâu có cho thuê ở đây đâu mà tự nhiên đề nghị tăng tiền phòng chứ vậy. Bác Tao Hài lúc nào cũng vậy đó. Toàn đi lo chuyện bao đồng không à. Chắc là vậy á. Ủa, nhưng mà tiền phòng đây cô Liễu lấy có rẻ hơn chỗ khác thiệt không vậy mọi người? Rẻ hơn nhưng mà không có được bao nhiêu hết á. Là không có rẻ quá cũng không có mắc quá, em hiểu không? Tức thiệt chứ. Mà nghĩ lại cũng mắc cười thiệt á. Tháng nào tháng nấy mình cũng đưa tiền đủ cho cô. Mà cô cách cô nói chuyện giống như mình ở chùa vậy. Thì đó. Có tin nhắn rồi. Sao chi tư dữ vậy? Có gì đâu. Bực bội. Nè, em đi đường nhớ cẩn thận nha. Em biết rồi, anh yên tâm đi. Bye bye mọi người. Bye bye. Ủa mà Mai đâu vậy? Bé Mai đem đồ về nhà giặt đó mà. Trời, sao rảnh gì vậy? Sao không giặt ở đây luôn giống như tôi với Julian nè. Đem về nhà rồi đem tới đem luôn gì cho mất công vậy trời. Mọi người không biết là tiền điện bây giờ lên bao nhiêu một ký hả? Tiền nước nữa. Trời ơi anh Quốc, anh biết tiết kiệm từ hồi nào vậy? Ủa mà anh cũng đâu có cần phải trả tiền đâu mà anh lo dữ vậy? My là My, cái gọi là cái tài sản của người khác á, đâu phải là mình muốn xài bao nhiêu xài đâu, nó cũng có hạn vậy. Mình sống là mình phải biết suy nghĩ cho người này người khác nữa. Em biết cô Liễu đã cho mình thuê nhà rẻ rồi, bây giờ còn không tính tiền điện nước nữa. Tụi em phải có ý thức chứ. Để ý thức làm sao? Thì mình phải có một cái gì đó, mình dạng như là mình sống là có qua có lại. Rồi dạng như là mình bù đắp cho cái, bù trừ cho cái lòng tốt của cô Liễu chứ hả? Hết bù đắp rồi lòng tốt, bù trừ gì nữa? Thì anh thấy là thôi bây giờ không ấy, tụi mình trả thêm tiền phòng đi. Mỗi người trả thêm 200 ngàn á. Cái gì? Ủa anh Quốc, hồi tối hôm qua anh còn nói là cái tiền phòng á, cái phòng vẫn còn đang á là không có được rẻ đâu nha. Rồi bây giờ anh nói vậy là làm sao? Thì tối về anh ngủ anh suy nghĩ lại. Anh thấy là tụi mình quá đáng lắm luôn á. Bây giờ thà mình ngỏ ý trước đi. Chứ đợi lỡ cô Liễu ngỏ ý trước, cô tăng lên 500 ngàn rồi cũng lẽ mình trả giá. Ừ thì đến lúc đó đi, em không thuê ở đây nữa, em kiếm chỗ khác em thuê. Lúc đó tôi cũng sẽ suy nghĩ lại. Ừ. Trời, số hai cái người đi chơi chẽn thiệt luôn á.
Tôi nghĩ là nên đem đồ về nhà giặt đi. Ông nghĩ sao vậy? Bây giờ không lẽ tôi đem đồ về Pháp giặt hả? Anh càng ngày càng vô lý luôn á. Thì không giặt thì phải bù trừ cho, bù đắp cho cô Liễu chứ. Học giặt tiếp đi anh. Sống vậy sống giặt sống tiếp. Sống mình luôn đi. Để bọn tôi giặt đồ. Sống vậy nhà ba má có vui không? Anh Quốc ăn cơm luôn nè. Cô Liễu cũng mới làm xong á. Nè hả? Chà, nhiều món quá ha. Hấp dẫn nè. Cho anh miếng cơm đi. Wow, cô Liễu chu đáo quá ha. Công nhận cô Liễu là người tốt thiệt luôn á. Nấu quá trời món nè. Thật ra món của cô Liễu chỉ có cắp cơm với lại cải chua thôi. Còn mấy món còn lại là em với anh Julian mua. Sao không biết biết ơn cô Liễu gì hết vậy? Bộ cắp cơm là không cực hả? Em có biết là phải nhúng bột từng con vậy cực lắm không? À mấy. Dạ. Hiện giờ trong lớp anh đang dạy thêm á. À. Có 4 em học sinh đang bị bệnh cúm. Gì ghê vậy luôn hả? Cá cơm mình chắc là mắc tiền lắm nè. Ủa anh, vậy rồi có học tiếp được không? À, vẫn chưa biết nữa, anh đang đợi thông báo á. À. Anh thấy á, cô Liễu là một người thật sự tốt luôn á. Anh không hiểu sao mà cổ vừa cho mình thuê nhà giá rẻ mà còn hay nấu đồ ăn cho mình nữa. Quá trời luôn. Sao tự nhiên anh thấy anh bị ngại á mọi người. Anh bị khó xử quá. Hay là giờ anh tính vậy, mình nên trả thêm tiền nhà cho cô Liễu đi, để cho nó công bằng với cô chứ. Anh thấy vậy cổ không có lời gì luôn á. Anh sẽ trả thêm 200 ngàn. Mọi người thấy sao? Quốc, tôi không ok. À My. Dạ. Mà cái dịch cúm đó phòng ngừa lắm á. Ô vậy hả? Trời ơi, mình phải cẩn thận lắm đó nha. Nè, 200 ngàn chỉ bằng có một chầu nhậu thôi mà. Anh á, hai người không trả thì anh sẽ trả thêm tiền cho cô Liễu. Có một chuyện mà cứ nhai đi nhai lại hoài. Tại vì nó là sự thật cho nên anh mới nói đi nói lại. Bộ hai người không biết ngại hả? Ủa mấy đứa, có chuyện gì mà sao hai đứa cứ cãi lộn nhau hoài vậy hả? Dạ đâu có gì đâu cô. Dạ cô Liễu. À, tụi con á là thấy là sao cô Liễu tốt bụng quá. Cô Liễu vừa cho tụi con thuê nhà giá rẻ mà còn hay nấu ăn cho tụi con nữa. Con thấy ngại quá. Cho nên bây giờ con tính là trả thêm tiền nhà cho cô Liễu á, mỗi tháng 200 ngàn nữa. Con à, cô cảm ơn vì tấm lòng tốt của con. Tiếc là ở nhà này á, không phải ai cũng nghĩ như vậy được hết. Dạ thì đó. Nhưng mà cô đã nói rồi, cô cho thuê phòng không phải là vì tiền đâu. Con biết là vậy nhưng mà con ngại lắm. Con mà hả không trả thêm tiền cho cô, con ăn mấy cái đồ ăn mà vô con mắc nghẹn con chết luôn. Thôi mà, con nghĩ như vậy là cô vui lắm rồi. Con nuốt không có trôi đâu cô. Cô biết mà. Có chết cũng không có trôi luôn á. Cô biết, cô hiểu mà. Lúc đó tôi không hề nhận ra. Nhưng mấy tháng sau tôi mới biết được sự thật. Đó chỉ là một màn kịch. Cô Liễu chính là chủ mưu phía sau chỉ đạo, còn Quốc chỉ là tên tay sai làm theo lời mà thôi. Chà 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 chà, lời ta dặn mà ngươi không nhớ sao? Sao ngươi cứ nhắc đến tiền trọ mà làm gì? Chỉ cần làm cho mấy tên kia thêm hoài nghi mà thôi. Dạ con xin lỗi bà cả, xin bà cả hãy tha mạng cho con. Tại sao ngươi không biết tùy cơ ứng biến? Muốn lấy mật gấu thì phải dùng đến kế sách gì nói ta nghe? Dạ kính thưa bà cả, con không biết. Không biết. Cô tha cho con đi mà bà cả, con xin lỗi bà cả. Đây, hãy dùng đi. Thử dùng viên kẹo này xem. Con ăn hả bà cả? Con ngu mà. Chỉ cần cho gói ngậm một viên, nó sẽ chú ý đến vị ngọt mà không hề biết mật của mình đã bị lấy đi mất rồi. Sao? Ngươi đã xong rồi chứ hả? Thưa bà cả,
con hiểu sơ sơ rồi. Mặc dù nó hơi khó hiểu. Bà nói lại lần nữa được không bà cả? Kể từ giờ trở đi, nhất định ngươi không được để lộ chân tướng. Là bằng không ta buộc lòng sẽ phải trừng phạt nhà ngươi. Bà cả, tha cho con bằng đi mà. Bằng cách không mà bà cả, tầm tiền trọ của ngươi và Mai lên 500 ngàn. Không mà bà cả, tha cho con đi mà. Thật sự luôn á mọi người, tôi thấy là cô Liễu á không những giống chủ nhà của mình mà còn giống như một người mẹ nữa, mọi người thấy sao? Ừ. Đúng không? Tôi cũng thấy vậy á. Sao cổ thương tụi mình quá ha. Đúng rồi. Bởi vậy tôi nghĩ á, mình trả thêm 200 ngàn tiền phòng cũng đâu có là nhiêu đâu. 200 ngàn tiền phòng á không phải là vấn đề gì hết. Nhưng mà cũng không có ai mượn, không phải nhiệt tình như vậy, hiểu không? Sao mọi người sống tính toán với nhau quá vậy? Không phải là tính toán. Người ta đã hết mình với mình vậy rồi mà. Suy nghĩ đi mọi người. Trời ơi, hai cái mặt kìa. Đây nè, đây nè. Tôi lên có 500 ngàn luôn nè. Cái gì vậy Quốc? 500 ngàn là đủ cho hai người luôn đó. Thôi thôi đưa đây. Anh Quốc, em thấy anh hơi bị kỳ rồi đó nha. Sao tự nhiên lấy tiền của anh Julian vậy? Không phải kỳ mà mình sống phải có lương tâm chứ, mọi người. Ồ anh Quốc, anh bị cô Liễu cho anh uống bùn mê thuốc lú đúng không? Ở đâu? Nè nha, suy nghĩ kỹ lại thấy bữa ăn này không hề đơn giản đâu nha. Ừ. Anh Quốc, anh nói thiệt đi. Thật sự là anh muốn cái gì? Anh nói thiệt mà, tại vì mọi người không có biết. Thật sự là anh muốn cái gì? Lương tâm. Mấy đứa có chuyện gì mà ồn ào dữ vậy hả? Cô Liễu, có phải cô là người xúi anh Quốc có đòi tiền con với anh Julian không cô? Hả? Nè, con vừa nói cái gì vậy? Anh Quốc á? Có đâu, cổ đâu có nói gì anh đâu. Không nói sao suốt ngày anh giật tiền thẳng từ chỗ anh Julian kìa, rõ ràng luôn, 500 ngàn cô. Cái gì? Con vừa làm cái gì mà kỳ cục vậy hả Quốc? Đúng là quá đáng mà. Con thấy hai người này sống có lương tâm. Cô đã nói với con biết bao nhiêu lần rồi, cô cho thuê phòng là do vì tình cảm chứ đâu phải là vì tiền. Sao lại làm như vậy hả con? Hả? Dạ con xin lỗi, con hiểu rồi. Hiểu thì sau này đừng có làm nữa nghe chưa. Còn mấy đứa nữa, sao lại nghi ngờ cô như vậy chứ? Tại con thấy anh Quốc anh cứ nhắc về chuyện này tiền bạc hoài. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến cô hả? Được rồi, mấy đứa mà nghi ngờ cô như vậy đó hả? Sao vậy cô Liễu? Cô Liễu? Cô Liễu? Cô Liễu? Anh Quốc hết á. Thấy cô giận nhau kìa. Tự nhiên cái... Cái gì vậy cô? Mấy đứa cầm lại đi. Tiền sáng nay tiền thuê phòng mấy đứa đưa cho cô đó. Cô trả lại hết đó. Mà cô Liễu? 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 Lỗi con xin lỗi cô Liễu. Cô biết tội rồi mà cả. Chà 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 chà. Ta đã dặn kỹ rồi sao ngươi không nhớ hả? Dạ. Nếu biết trước ngươi là tên vô dụng, ta đã không giao việc này cho ngươi làm rồi. Dạ con xin lỗi bà cả. Đi đi, đừng có mà nhiều lời vô ích. Nên nhớ, có công thì thưởng, có tuổi phải dừng. Kể từ tháng này trở đi, ta sẽ tăng tiền phòng trọ của ngươi và Mai lên 500 ngàn. Trời ơi! Ngay từ đầu chúng ta đã thỏa thuận như thế nào? Chỉ tại vì nhà ngươi quá bất tài, ta chẳng những không kiếm được thêm ngân lượng nào, đã vậy còn bị tụi nó mạt sát mạ lị nữa. Ôi, biến đi trời đẹp trời. Bà cả, con cầu xin bà đừng tăng tiền nhà mà. Biến ra ngoài, và từ nay ngươi phải nhớ, việc xảy ra lần này sống để già chết mang theo. Nếu để cho bất cứ ai biết được việc này, bà sẽ đuổi ngươi ra khỏi nhà. Nói vậy ngươi đã nghe rõ rồi chứ? Bà cả, biết đi. Người cứu.